Mọi người biết không, cam á chụp hình nhưng mà ít khi nào cam rũ hình hoặc là in hình cam chụp ra lắm. Mọi người mà lại nhà cam chơi không biết cam là chụp hình. Xong rồi dạo gần đây á, cam rất là hào hứng luôn, in mấy tấm ảnh mà cam đã chụp từ trước rồi á, thì hôm nay rũ một loạt luôn. Rồi bây giờ sẽ cho mọi người xem là cam đã in những tấm hình gì. Đây là tấm hình đầu tiên, kích thước 70-70. Tại vì hôm bữa cam gửi đi rất là nhiều, cho nên là không nhớ kích thước nào là tấm hình nào hết. Cho nên bây giờ phải mở ra thì mới biết là tấm nào kích thước 70-70. Không phải lát dao á. All we need to know is I love you so much, so we have to love. And you need me at the same time, so what comes from above. Ủa? Chị mở ra cái cái gì vậy? Cái này để sao luôn? Cái nhỏ này là gì ta? Tôi bán cho bé luôn. Ừ. Cái này là của bạn người mẫu. Cái này là mẫu cho cam chị. Quá cồng kềnh luôn á trời. Chẳng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Để không mọi người, đây là Cam chụp dân cách đây 2 năm ở bên studio, một cái studio mình chống tỏ house studio. Thì cái này chụp ở ngoài, xong rồi tự nhiên lúc đó là được có cảm hứng từ một cái tấm ảnh ở trên mạng đó, xong rồi mới nhắn cho dân là đi chụp. Mà thường thường nha, Cam hay có kiểu là hứng điên lên á, xong rồi hay kêu là dân giờ tao đang muốn chụp như này chụp hơn với lại đi liền. Hai đứa được cái là hứng chen nhau, xong rồi mỗi lần mà hứng bất chợt á là Cam với dân hai người cùng đi chụp. Bởi vậy có rất là nhiều hình mà Cam đã chụp cho dân. Đây là một trong những bộ ảnh mà Cam hứng lên và hai đứa chụp ra được nhiều, rất là nhiều hình mà rất là thích luôn. Và cái tấm này là tấm mà Cam thấy thích nhất. Cái này Cam thấy chân phòng ngủ nha. Bây giờ sẽ đến là Cam cũng đã cua tấm này rồi. Nhìn hình như nhìn mờ mờ nhưng mà đoán là hình của một thử thách của Cam. Quá mỏi chân. Ta-da! Hình này là hình của chị Trân. Thì chị Trân là khách hàng của Cam, là chị Trân cũng chụp mấy lần rồi, ba lần rồi, ba bốn lần rồi. Thì như mọi người biết đó, khách của Cam á, mọi người không có chuyên nghiệp tạo dáng không? Mọi người hay làm đôi khi mà tìm đến Cam á là lần đầu chụp hình thôi, và chị Trân cũng không ngoại lệ. Và đây là lần thứ ba thứ tư chị Trân chụp rồi, cho nên là cảm giác cái kiểu cách mà chị Trân tạo dáng nó cũng chuyên nghiệp hơn, cũng feel hơn so với là những lần đầu tiên, cho nên là thấy rất là vui. Nên mình là cái người mà làm cho mọi người đẹp hơn á, cũng như là cho mọi người biết được là chụp ảnh phải tạo dáng như thế nào, và cái cảm xúc mọi người phải cần diễn trong tấm hình đó là như thế nào á mọi người. Cho nên là Cam rất là thích tấm hình này, Cam mới quyết định in ra để kỷ niệm trong nhà. Tiếp theo nha. Quay với mọi người xong rồi điện thoại hết dung lượng cái bị mất cái khúc đó, thì bây giờ quay lại hình bé Giang nè. Hồi nãy Cam nói hay lắm á, bây giờ biết đó là được không. Hình này chụp Giang, Giang cũng là một bạn model mà Cam hay chụp. Hai chị em cũng hứng lên xong rồi nhắn cho Giang, là mỗi lần mà có idea nhắn cho Giang là hồi Giang ơi chị đang có idea này chụp luôn không, là sáng mai hai chị em chụp luôn. Và cái tấm ảnh này chụp ngay dịp mà Giang đang có một cái chuyện không vui trong chuyện tình cảm á đó. Đó nó cũng là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Cũng may mắn là lúc đó Cam là người chụp lại khoảnh khắc này, và cái tấm ảnh này nó làm cho mình suy nghĩ rất là nhiều á. Và cái lúc mà Cam chọn tấm ảnh này đi in á, thì Cam cũng vô tình cảm xúc của Cam lúc đó và cái bài hát mà Cam nghe lúc đó nó cũng match với lại cái tấm ảnh này. Thế mọi người nhìn vô mắt Giang thấy kiểu buồn xa xăm đó mọi người. Nên cho nên là Cam quyết định là chọn tấm ảnh này của Giang để Cam in. Cam có rửa thêm ảnh của Giang nữa mà để tặng sinh nhật cho Giang, cho nên là Cam không có inbox cái hình đó. Ok, thì thêm tấm này. Tấm này hồi nãy Cam đã nói thừa nhưng mà do cái điện thoại nó bị mất á, cho nên là không có giữ lại. Thì tấm ảnh này Cam rất là thích. Có rất là nhiều hình couple, hình cưới Cam chụp. Có thể là Cam không có post lên lên mạng để mọi người thấy, nhưng mà Cam giữ lại để gửi cho khách hàng á, thì tấm này Cam cũng thích hết á. Nhưng mà đặc biệt là tấm này thích rất là nhiều. Không biết sao nữa, nhưng mà chắc là do cảm xúc của mình lúc đó đó. Mình nhìn tấm ảnh này nè, mình có rất là nhiều suy nghĩ. Và mình nghe bài hát nào, mình nhìn tấm ảnh này mình cũng có cảm xúc hết á mọi người. Cho nên là Cam quyết định in tấm ảnh này. Thì chị cô dâu á là cùng quê với Cam ở Tây Ninh đó mọi người. Và cái tấm này chụp thời điểm là lúc đó là mình đi Vũng Tàu chụp, và đi trong một buổi à, trưa chụp xong rồi chiều về luôn. Lúc nắng chiều như vậy. Cam có một điểm là Cam rất là thích biển hơn là thích núi, cho nên là lúc nào mà Cam tư vấn cho khách hàng á, về chụp hình cưới hay là những chụp couple hay là cái gì mà vui với mọi người, thì Cam hay nghĩ đến là chụp ở biển sẽ đẹp hơn. Cái đó là một cái thiên vị của mình về cái cá nhân thôi nha. Đó, cho nên là mọi người thấy Cam hay chụp hình ở biển nhiều hơn là so với núi. Đó là lý do tại sao. Bây giờ tới tấm hình cuối cùng. Tấm hình cuối cùng cũng là một tấm ảnh couple mà Cam cũng rất là thích, và Cam post lên fanpage cũng mấy lần nữa. Lần nào cũng có tâm trạng và một trạng thái riêng cho tấm ảnh này. Hạnh phúc thôi. Và Cam có nhớ là hai anh chị này du học sinh ở bên Singapore, và hai anh chị này biết Cam qua fanpage và nhắn Cam để chụp hình. Lúc đó là Cam có idea chụp kiểu indoor này nè,
mà anh chị chụp hình cưới, cho nên là Cam nói thôi anh chị chụp kiểu này thử đi, tại vì em cũng đang rất là thích á. Thì anh chị rất là dễ thương, anh chị cũng đồng ý luôn, kiểu đất sớm hơn để chụp theo idea concept của Cam đó. Và cái hình này Cam rất là thích luôn. Để cái này chắc là Cam sẽ gỡ sau nha, cũng hy vọng là mọi người sẽ in những tấm ảnh của cá nhân mình để lưu giữ lại. Nếu mà mọi người muốn in á thì Cam sẽ để link của cái chỗ in này nè cho mọi người, để mọi người biết chỗ mọi người in nha. Cảm ơn mọi người đã xem video nha.